Ca đang chơi đồ chơi được con hả? Nè con nhìn nè, hôm nay mẹ mua cua đồng đấy, lát mẹ nấu canh cua đồng nha. Canh cua này, cô Ca có sợ không? Ở đây chơi nha. Mà chơi đi nha. Hôm nay có thích nằm ở trong lều thế hả? Không cần ra chơi với mẹ hả? Cô Ca ở đây chơi nhá, để lên trên tầng với cô quần áo nhá. Này ôi trời ơi, Cô Ca ơi, chuyện gì này à Cô Ca? Ôi, thật không thể tin được Cô Ca. Đây là tác phẩm của con đúng không? Tác phẩm của con đúng không? Cô Ca muốn xem các bạn à? Hay sao mà nghịch kiểu gì mà đổ hết ra ngoài này? Này, ôi đổ hết ra nhà luôn. Ôi, này vẫn còn ngó nghiêng à? Đây này, không phải ngó đâu. Đây này, con không sợ à?
con làm kiểu gì mà lại đổ cả chậu xuống đấy? À, mẹ biết rồi nha. Làm đổ xuống cho các bạn bò ra nhà rồi sợ rồi chạy tìm mẹ đúng không? Buka không sợ con cua à? Đến lúc đổ xuống mới sợ đúng không? Nào Buka ơi, hai mẹ con mình đi nhặt quà nhá, để con lau nhà này. Con sợ hả? Mẹ vừa buồn cười mà lại vừa giận thế này. Này, xuống nhặt cho mẹ này. Ui, trời ơi, một đống. Nó bé nhìn gì? Các bạn hay đuổi con á? Các bạn bò cả ra cây này. Nhìn Buka này. Nhìn này, wow. Đấy các bạn cũng nhanh quá. Đấy đấy đấy. Nhiều quá này. Các bạn cua này bò nhanh thế. Không khó đâu mà. Hết rồi đấy Buka. Này, con nhìn thấy chưa? Nguyên một chậu cua của mẹ mà con làm đổ hết ra nhà. Buka nghịch kiểu gì đấy hả? Con muốn xem bạn cua à? Sao lúc nãy mẹ đi về con làm lơ đi cơ mà.